Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai. Thưa quý vị và các bạn, dự báo thì từ ngày hôm nay, nắng nóng sẽ suy giảm ở Bắc Bộ. Lúc này cường độ nắng sẽ không còn gay gắt như ngày hôm qua, bởi trời sẽ nhiều mây hơn. Do vậy, do chưa có mưa nên thời tiết còn oi bức với mức nhiệt độ cao nhất ngày giảm từ 2 đến 3 độ so với ngày hôm qua. Nguyên nhân chính là do hiện nay một dãy mây dông ở khu vực phía Nam Trung Quốc đang di chuyển về phía nước ta. Dù các vùng mây không quá đậm đặc và di chuyển chậm, nhưng sự xuất hiện của những đám mây này sẽ làm cho cái nắng ở miền Bắc giảm đi đáng kể. Mức nhiệt cao nhất trong ngày hạ xuống chỉ còn từ 34-37 độ, số điểm có nhiệt độ cao trên 38 độ sẽ không còn nhiều. Dự báo đến khoảng tối và đêm nay, khi rãnh mây dông này dịch chuyển xuống nước ta, nó sẽ gây ra một đợt mưa rào và dông cho khu vực Trung Du và vùng núi phía Bắc. Sau đó sang tới ngày mai, nó sẽ tạo ra một đợt mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ. Cục bộ có nơi có mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 100-200mm trên đợt, có nơi trên 250mm, chấm dứt hoàn toàn đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt này. Tuy nhiên, trạng thái dịu mát sẽ chỉ kéo dài từ 2-3 ngày, sau đó thì nắng nóng có khả năng sẽ xảy ra trở lại. Nắng nóng ở miền Bắc đã bắt đầu hạ nhiệt, còn miền Trung thì chưa được hưởng lợi từ rãnh mây dông này. Vì thế mà trong ngày hôm nay, suốt một dọc từ Thanh Hóa trở vào cho đến Phú Yên, tiếp tục xảy ra nắng nóng gay gắt với mức nhiệt cao nhất trong ngày, còn duy trì ở ngưỡng cao từ 37-38 độ. Những điểm như là Tĩnh Gia, Tương Dương, Hương Khê, Tuyên Hóa, Nam Đông hay là tại Tam Kỳ tiếp tục xảy ra nắng nóng đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao trên 39 độ. Đi cùng là độ ẩm tương đối thấp, thấp nhất chỉ phổ biến trong khoảng từ 45-55%. Và phải sang tới ngày mai, khi vùng thấp nóng được những cơn mưa dông làm nguội bớt, lúc đó thì nắng nóng ở miền Trung mới có xu hướng giảm về cường độ, nhưng diện thì vẫn duy trì. Với Nam Bộ và Tây Nguyên, gió Tây Nam tiếp tục chi phối, vì vậy những cơn mưa rào và dông vẫn đang xuất hiện nhiều. Ngay từ đầu giờ chiều, ở khu vực từ Nam Bộ sẽ có mưa dông, đến chiều tối thì mưa mở rộng ra hầu khắp Nam Bộ và lan sang cả khu vực Tây Nguyên. Trong đó các tỉnh miền Tây của khu vực biên giới Tây Nam sẽ là những nơi có mưa vừa mưa to và dông mạnh. Mưa sớm sẽ làm cho nền nhiệt tại miền Tây Nam Bộ ngày hôm nay chỉ trong khoảng từ 31-32 độ, trời mát mẻ. Với miền Đông cũng chỉ nhỉnh hơn từ 1-2 độ, duy trì trong ngưỡng từ 33-34 độ. Còn đối với khu vực Tây Nguyên, nhiệt độ cũng giảm xuống chỉ còn từ 28-31 độ. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết các vùng trên cả nước trong ngày và đêm nay. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Khu vực Hà Nội có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-32 độ, nhiệt độ cao nhất từ 36-38 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, có nơi có nắng nóng gay gắt, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi từ 23-25 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 34-37 độ, có nơi trên 37 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi có mưa vừa mưa to, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, Trung Du và đồng bằng có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, gió Tây Nam đến Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 28-31 độ, vùng núi có nơi dưới 28 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 35-38 độ, có nơi trên 38 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế ít mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 29-32 độ, có nơi dưới 29 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 37-40 độ, có nơi trên 40 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng. Riêng phía Bắc từ Đà Nẵng tới Phú Yên có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 26-29 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 37-40 độ, phía Nam từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ. Tây Nguyên có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Nam Bộ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, gió tây nam cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Nam Vịnh Bắc Bộ, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam đến nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Quảng Trị tới Quảng Ngãi, không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Bình Thuận tới Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Khu vực biển từ Cà Mau tới Kiên Giang, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bắc Biển Đông, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng giữa Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Vùng Nam Biển Đông, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Quần đảo Trường Sa, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4, cấp 5. Riêng phía tây bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. Vịnh Thái Lan, có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4-10 km trong mưa, gió tây nam cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.